Cây này mình trồng trong cái chậu này rất là đẹp, khoan lỗ lên đó. Còn hàng này là ngọc bích vàng. Okay. Bây giờ mình sẽ quay cái bông của nó. Thấy cái bông nó cực kỳ đẹp. Xây giùm á, không xây được. Đó, đây là cái bông vàng của nó nè. Đó, cây này cực là đẹp. Này bà xã mình làm mất 2 ngày đó mới được đó. Nhìn đơn giản chứ không có đơn giản. Cái bông này khó quay quá ha. Nó chưa nở mà. Biết, nhưng mà nó hình giống hình trái tim vậy ha. Ừ. Với lại nó bự thì bông nó bự tại nên nó yếu.
còn đây là hai cái cây đột biến. À, cái trận mưa đá làm lá nó xấu, đúng ra nó đẹp lắm đó. Biến nhầm vô bình để làm kiển nha, thấy không? Chết anh không thấy được đâu. Nè, mình cho thêm đó đủ kiểu bột biến, thấy không? Thấy cái thân anh mới quay gần anh mới thấy được cái thân của bột biến. Kiểu bột biến này là cái gì? Nó có biết sai. Đây, đột biến là thân như này. Vậy gọi là đột biến. Đây là những cái thân đột biến. Chừng 5-10 phút vậy á. Đây là cây đột biến, nhưng mà tại vì nó mọc nó che hết cái thân rồi, mình không có bẻ ra được. Đó, nguy hiểm luôn. Này gió quá trời. Thấy kỹ lá không? Trời ơi. Cái này nó mụn. Đó, còn đây là những cái design của bà xã mình làm. Tất cả những cái này đều có lỗ hết, đều khoan lỗ hết. Ví dụ cái ly này cũng có phải có lỗ. Đây. À, mình nghiêng sợ đổ đá đó, nhưng mà mình chắc à thấy nè, thấy cái lỗ không đó. Con này cũng khoan lỗ, thiên nga này cũng khoan lỗ luôn đó. Mình có con thiên nga nhỏ hả? Đấy hả? Dạ em chút. Con thiên nga nhỏ hơn mới. Mấy cái này là sen đá thiệt hết á. Nga mình chụp bự hơn ha. Đây, thiên nga. Bỏ xuống. Yeah, xíu xíu. Nó chưa được. Lóng tay nhỏ. Dở lên rồi, cho khoe khoan lỗ coi. Hả? Thiên nga này nè. Đó, thấy khoan lỗ không? Đó. Even con nhỏ xíu này cũng khoan lỗ. Ô, con này của Italy mày coi. Đưa cái con nhỏ xíu lên bằng tay thấy không? Đó. Chưa cái này cũng khoan lỗ. Ủa tại sao vậy? Chắc bữa không... quên hả? Con chi khoan lỗ hả? Bỏ xuống đi. Nhưng mà lấy cái ly nào nhỏ xíu cho coi khoan lỗ coi. Even nhỏ xíu mình vẫn khoan lỗ đó. Cái con này rất là đẹp. Để mình chụp một tấm. Thấy không? Đây là những cái bình nhỏ cũng khoan lỗ thôi. Nói chung là khoan lỗ hết. Nhìn
kỹ đẹp. Cái này là đồ chơi của bạn, nhưng mà rất là tốn thời gian. Đây khoan, để xuống này, tôi đang để đây, khoan để xuống nha. Qua đầu tôi bấm nha, 1 2 3. Nói chung mấy cái này là cái ly á phải khoan lỗ hết mới đẹp. Đây là cái lỗ dưới. Nãy có khúc kia tôi quay tôi quên bấm, không biết bấm cái khúc mà vậy là cái khúc mà không quay là quay á, trời, không biết có bị gì không. Không. Thì bỏ xuống. Đây. Ấy da đẹp chứ. Này có người bạn cho đó, đây rồi. Cái lỗ đẹp quá. Không nghe tặng. Khoan lỗ, khoan để chồng. Đây lẹ lên đi. Không cần, đưa đây để coi thôi. Bỏ xuống. Để xuống. Quay ngang qua để thấy cái lỗ trước. Để xuống thấp. Có hai lỗ luôn. Đó, khoan, đây nè. Em đi à. Thấy chưa? Em nghe mùi. Thỏ có lỗ rồi, để xuống. Thấy đẹp không? À, khoan, rớt ba ơi. Rồi để cái đó ra ngoài luôn. Ê, thả lên đây cũng được nè. Đó. Có bông luôn rồi, đang ra bông rồi. Như cái đó phơi nắng rồi nó mới đẹp. Tại bữa mới cắt cành xuống. Thái hả? Ta đi muốn dở lên. Dở gì? Dở lên cho coi có rễ. Thôi, chị. Thôi con thỏ là con thỏ. Easter, Easter, đó, chuẩn bị đang ra bông đó. Cực kỳ đẹp. Cái này nắng nữa, tại bữa giờ em giống quá. Bấm chụp em tắm nhé. Rồi xong. Xoay vòng giùm. Nó đang có bông á. Cái cây này nó trên có bông luôn, tới trên nó thấy không. Đó. Cái bông này rất là đẹp, anh có quay gần không? Nó màu đỏ hồng. Đây. Đỏ hồng. Mà nó trên nở. Nè nè. Đó, đi vô đi. Quay giùm qua mé này là mát nè. Nắng quá. Thèm phải nhớ. Chưa, đây chưa thấy được đâu. Nó đỏ hồng. Khoan từ từ, dưới yên cái đây đó. Nó nhúc nhích, nó không có phúc kịch được. Dưới yên đó. Yeah, đúng rồi đó. Cái kia nữa hơn. Thấy không, phúc kịch được rồi nè. Thì cái cây này, cái hình ốc đẹp không? Nó giống cái hột 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 á, thấy không? Nó giống cái đó. Thì nó giống cái mấy cái hột ở trên này. Nói chung mà đi kiếm đồ mà để nó thích hợp thì cũng khó lâu. Có nhiều đồ lặt vặt phải lựa tới lựa lui. À, có những cái chậu mình để chống chơi vậy á. Tại có cái cây không có hợp, không có bỏ vô. Rồi ha đi. Rồi bây giờ mình quay tới cắm này. Đại khái nó là như vậy. Đó. Mọi người thấy rõ chưa? Cái cây đó đang ra bông ngay đây nè. Thấy không? Còn đây là cái chậu hình trái tim bằng thủy tinh. Mình không biết nó là chai gì luôn. Độc nhất vô nhị. Cây đẹp không? Cây này nó chóp đỏ. Độc nhất vô nhị với mình có đúng một cái một. Cái hình cái bình này á
nó giá trị vô xong, tại vì vô phim mắc kịch lắm mua về mà có 102 Nhưng mà nó không phải miễn thường, nó miễn dày. nó rất là dày, rất là tốt, Khoan, nó rất là tốt. là trời trời đó, hàng trời trời đó, nhưng mà hiếm gặp lắm. Mời Bữa đó đi mình mới gặp ha. mình đi kiếm cái bông hình trái tim mà nó bị mưa họ hết thấy nè, con cái hình đó là trái tim luôn, cái bông mà chiếc màu hồng đó. Mà mình trồng nó bự nó đưa ra hết thấy hồi đó nó nằm sát vô đi kiếm cái cây gắm vô cho dưỡi cho nó Không lên chừng vợ. à, chậu mà bà xã mình bá ưng ý là tại mấy cái bông này nè, Nở hoài mỗi giờ cả tháng. nó nở rất là lâu tàn, lá nó tới mùa này nó đỏ, mà những cái lá con đỏ nhỏ xíu này rớt xuống là thành cây con Chưa có lấy ra anh thấy không? đó. Bây giờ để mình quay tới cho coi Nó nha. chịu nắng ghê luôn Đó, á. Chấp nắng. những cái cây con sát ở dưới gốc này đó là cái con đó, thấy không, không biết mọi người thấy không đó, nó rớt cái lá xuống là tự động nó thành cái con đây nè, mấy cái mé này nè, đó đó đây nè, thấy Tôi không? sẽ cho nó ra ngoài. Tại bữa không để nó cũng cánh bướm mà còn bướm đậu mà thích cái này nó hàng quăng mưa gió luôn ha, lạnh cũng không sao, cái lá nhỏ mà nó cứ Nói dọn chung ra nó lì lắm, nó đẹp, chứ mấy thằng khác chắc tiêu rồi. thấy không? À, bả chồng bả làm ở đằng sau là có đá đỡ nó, giống như là cảnh phong thủy hữu tình vậy. Nhưng mà chắc phải giải quyết nó ra. Cái lá nhỏ cũng lên bông đó. Lấy tay ra chụp hình đi. Đây giờ quay lại thử gần nó coi có thấy được không nha, tại nó nhỏ quá. Những cái Cái bông trắng gì? trắng nè, li ti nè, Chút xíu. cái gió nó cứ lắc lắc khó quay thế bà, Thì đừng quay nữa. thì tôi ráng tôi quay thôi, tôi không có biết. Cái khoái cái bông này. Sao nắng nó không tàn mà nó dày quá. Không biết, không hiểu luôn. Đúng không? Thường cách là nó anh thấy bông này. Bao lâu nó mới tàn, thiệt sự nó Lâu nở bao lắm, lâu? biết của giờ 2 tháng rồi. 2 tháng rồi hả? Nó nở từ lúc mùa mà vừa Tết ra đó. Nhưng mà cái này tội nghiệp đó, hồi đó mua được có một nhánh nhỏ xíu ha, giống như một cái cọng nhỏ này nè xíu à. đó. Nó ngắn chứ không được dài. Ở đâu đó dưới này thôi à. Mấy người bà hả? Nè bây giờ lại ráng lại gần để thấy cây con nha, không biết thấy được không. Đó, những cái cây con đây nè là cây con không, Cho nó lấy lì bỏ vô đẹp lắm, em chưa làm. rồi Nhưng mà cái giống này lại chưa hết hàng ba không thấy đâu. cái này là cái chậu cái trước mà mình sang đó, bây giờ nó nhiều lắm, ở dưới đây nè đầy luôn, thấy không, nói chung nó nhiều lắm, nguyên một cái ấy luôn. Vợ mình nói cái dĩa này, mấy cái cây này tào lao này mà cả 100 đồng bạc, mình không hiểu là Bữa cái trăm lên màu anh nói nữa, anh không thích lên màu, không lên màu quay cho mọi người coi đằng kia có lên màu đẹp lắm, màu đỏ cái giống này có gì đâu mà cái 100 đồng trời. ở đó em mua cái ụ nhỏ xíu này nè, nó nửa này thôi, nó chưa có bông nha, nó chỉ là như đây nè là đã 10 mấy đồng rồi, thấy không, bây giờ nó đã lên bông, nó lên màu nữa, bình thường nó xanh thôi, thằng này cũng chuẩn bị lên màu. Bữa lên màu ba nó không thích á, em dời nó. Thí dụ cái thằng này đi qua đây, cái thằng này người ta là chỉ xanh thôi, em được chuẩn bị lên màu rồi nè, thằng bữa mua nhỏ thôi đó là cũng 10 mấy đồng, hên bữa nay nó có cây con nè, thấy được cây con không? Nhưng mà mình chưa tách đâu, cái con gì nè, right here cây con đây mà chưa tách đâu, 10 mấy đồng là mình mua cây nhỏ đó, chứ lớn vậy nó đã phải hơn rồi, thằng này nó hơn rồi, thằng này cũng vậy luôn. Thì anh tính đi 2, 4, 10 mấy đồng thôi. Thằng này bữa lên màu ha. Thằng này thì mình mua nó cũng chưa có lớn, nó màu đỏ nhưng mà tại Thằng đó là thằng gì? thằng này giống lâu là mà nó đỏ rồi là đỏ luôn, nhưng mà tại em đang dưỡng nó nên nó hơi ấy chút. Nó cũng giống nưa mọng nước giống thằng này. Cái thằng này cũng hơi hiếm. Thằng này mới luôn. Thằng nó cây nhỏ thôi, nhỏ ngắn hơn cái đó nó 5 một hạt, bình thường nó bán 1 bụi cho mấy chục.
máy này thì rẻ ra không mất như mình. Rồi chụp nó tấm hình sao lên được. Rồi. Đây. Đây là cái gì? Đây là những cái giống mình em trồng được lớn. Thí dụ này họ đã mua có 1 thành 2 nè. Cái này có 10 đồng. Cái này mười mấy đồng. Cái này lớn quá rồi. Cái thằng này bu đà nên trồng lâu lớn quá. Mẹ nó mua nhỏ nó có bông ba sắp sửa nở. Nó nở một đợt rồi ba nhớ không? Giờ đi ăn nữa. I don't know. I try my best. Khó quá. Chưa nở bông nhưng mà nó mở nữa. Giờ em phơi nắng cho nó đỏ. Thằng này nhím xanh mà mình làm lên màu nè, thành đỏ rồi. Thì thằng này cũng thôi. Này mười mấy rồi. Thằng này mười đồng. Lên màu đẹp quá ha. Này lên màu. Trời ơi. Đang nở bông luôn á. Bông này á nó tàn rồi cắt nó cắm xuống vô đất khô nó lên lại. Thằng này cũng vậy mấy này được lên bông hết. Đi tài đây coi. Hôm bữa mưa đá tai hại ghê luôn. Em chồng em mê những cái cây này. Mình rất là đẹp luôn là nó tan nát hết. Anh em chồng em mê này nè, màu hồng đẹp lắm. Nó hơi khó. Chiếc dài mình vẫn vậy hả? Đây là cây gì vậy? Dở con dâu lên cho coi, mình khoan tan nát nó làm sao. Vô đó nó bự đó. Chưa trồng mà. Thì chưa trồng mới thấy được, trồng sao thấy. Để xuống đây. Đây. Cẩn thận anh không thấy đường để em làm. Để em bể. Rồi, thấy chưa. Đây Google. Thằng này nó chưa đỏ đâu, nó chuẩn bị đỏ. Thằng đó là nãy thằng nó bông á, cái lợi tôi mới quay. Thằng chi vàng. Thằng nó giống. Thằng này cũng khác. Bữa mình trồng cái ly á ba. Nên nó mất cái ly rồi. Thì bơm nó một xuống dưới tới. Cái con chim á thấy lá mọng nước quá nó mổ xấu quá. Không. Nó ăn á. Xong. Nắng quá quay khó ghê luôn. Không biết có mọi người có thấy không. Thôi bye bye mọi người. Mình quay cho bà xã mình giữ lại. Ai có coi thì coi. Mình ráng mình quay được bao nhiêu thì mình quay thôi. Thôi xuống clip. Bữa nay là 30 tháng 3 hả? 2021.